Phật dạy A Nan, chư Bồ Tát trong nước của Đức Phật ấy đều nhìn thấy rõ, nghe rõ những chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai trong tám phương thượng hạ, biết được tâm ý thiện ác của tất cả chư thiên nhân dân, các loại côn trùng sâu kiến. Miệng cứ muốn nói, biết trước lúc nào sẽ độ thoát đắc đạo để giảng sinh. Sau khi đọc đoạn văn trong kinh này, da gà quý vị có nổi lên không? Thật sự nó khiến người đọc nổi da gà. Phật không nói lời giả dối. Nước Phật kia là thế giới cực lạc. Những Bồ Tát trong thế giới cực lạc nhiều vô lượng vô biên, không thể kể hết. Không cách nào tính toán được. Thế giới của chúng ta đây hiện tại chưa đến 70 ức người, chưa bằng một thôn trang ở thế giới cực lạc. Đủ biết cư dân thế giới cực lạc nhiều đến thế nào. Cư dân ở đó rất lợi hại, thấy được tất cả. Thấy được tất cả đó là thiên nhãn. Họ nhìn thấy rất rõ ràng cả cõi hư không khắp pháp giới. Động thị có nghĩa thấy rất chi tiết, rõ ràng. Nhất cử nhất động của quý vị họ đều thấy hết. Không đáng sợ sao? Triệt thính, động thị triệt thính, đó là thiên nhãn. Thiên nhãn của họ, đây gọi là tam minh, thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh. Thứ ba là túc mạng minh. Tất cả đời kiếp của quý vị họ đều nhìn thấy hết. Giấu được ai? Quý vị học Phật là học thật hay học giả, các ngài đều biết hết, không thể giấu được. Tám phương thượng hạ là mười phương, ở đây chỉ không gian. Khứ lai hiện tại chỉ thời gian. Quá khứ hiện tại vị lai. Khứ là quá khứ, lai là vị lai. Hiện tại ở đây chỉ thời gian. Tám phương thượng hạ là mười phương chỉ không gian. Họ nghe được, thấy được cả thời gian và không gian. Việc khởi tâm động niệm của chúng ta, thậm chí chúng ta còn không biết. Bởi vì niệm đó rất nhỏ, bản thân chúng ta còn chưa biết. Nhưng các ngài đã hiểu. Vì thì thật sự niệm Phật, một chút ác niệm cũng không được tồn tại. Quý vị có dám làm việc ác không? Quý vị cho rằng mọi người không biết. Quỷ thần có thể không biết, nhưng Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ hiểu tất cả. Kỳ thực trong một số trường hợp quỷ thần có thể biết. Quý vị làm sao giữ niệm ác được? Làm sao có thể làm những việc ác được? Làm sao có thể tự tư tự lợi được? Có người có lòng tự tư tự lợi là sai lầm tuyệt đối. Vì sao? Ngay cả nhân quả họ cũng không hiểu. Nếu hiểu được nhân quả thì họ đã buông bỏ tâm tự tư tự lợi rồi.
Những thứ ta mong muốn đều là vật ngoài thân. Tài sắc danh thực thụy đều là những thứ ngoài thân. Những thứ này số phận có, quý vị muốn bỏ cũng không bỏ được. Nó có thời tiết nhân duyên. Khi thời tiết nhân duyên đủ chín thì tất cả công danh phú quý sẽ đến. Chưa đủ nhân duyên thời gian thì nó chưa đến, chứ không phải không có. Những thứ đến đó không phải là của trên trời rơi xuống, mà số mình đã có. Nếu quý vị thật sự tu thiện tích đức, những thứ đã định sẵn trong số sẽ tăng thêm. Số phận từ đâu mà có? Do đời trước đã tu tập. Nếu trong đời trước không tu tập thì số của quý vị làm sao có được? Tất nhiên không phải quý vị có năng lực gì. Cho dù nằm trong tầm tay, cũng không nên nhận những thứ của cải này. Quyết không thể được. Dùng những thủ đoạn đê hèn, dùng thủ đoạn lừa dối để lấy cho được là làm tổn đức của ta. Giá lại của cải của ta cũng bị sức mẻ. Ví dụ quý vị vốn có trong tay 1.000 ức, nhưng vì dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nên khi đến đây nó chỉ còn lại 1/2, 500 ức thôi. Lúc đó mới cảm thấy ngớ người. Bản lĩnh của ta như thế, nhưng kỳ thực đã mất đi 1/2 mà bản thân không hay biết. Đáng thương thay, 1/2 đi đời. Nếu có được bằng thủ đoạn nham hiểm hại người thì mất mát càng lớn hơn. Trong 10 phần bạn chỉ được 1-2 phần, còn 8-9 phần đã vào tay người khác. Vậy thì phải nên hiểu vấn đề này. Nếu hiểu rõ được vấn đề thì trong tâm họ không bao giờ có suy nghĩ đó nữa. Của cải đến một cách rất tự nhiên. Khi đến thì thế nào? Khi có được họ cùng hưởng với mọi người. Những chúng sinh khổ nạn toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Đó là một việc rất tuyệt vời. Của cải của ta ngày càng thêm nhiều. Ai chứng minh cho chúng ta? Phật A-di-đà là một bằng chứng cụ thể. Ngài không một chút tư tâm. Vậy thì quốc độ của Ngài càng ngày càng được mở rộng, càng ngày càng lớn. Vật phẩm cúng dường ngày càng nhiều thêm, không hạn chế. Tương lai mỗi học sinh cùng học tập với Phật A-di-đà sẽ thành Phật, và thế giới của họ cũng không khác gì thế giới cực lạc. Đây là cách bành trướng thế giới cực lạc. Lúc đó thế giới cực lạc sẽ không còn biên giới. Mỗi học sinh của các Bồ Tát khi thành tựu ở thế giới cực lạc, quốc độ được kiến lập của họ sau khi thành Phật là một bộ phận của thế giới cực lạc. Phần được chia tách đó hoàn toàn giống phần chính, không khác nhau ở điểm nào cả. Đây là nguyện vọng của Phật A-di-đà. Chắc chắn Phật A-di-đà không bảo quốc độ chính của Ngài lớn, còn quốc độ của các con phải nhỏ hơn 1 tỷ. Không có chuyện đó. Tất cả đều giống nhau. Có người đó thật sự tuyệt vời, không một chút phân biệt.
Chúng ta không thể không biết điều này. Chúng ta xem chú giải của Hòa Niệm Lặng, nhìn thấu thiên nhãn thông vậy, nghe suốt thiên nhĩ thông vậy, tâm ý thiện ác, miệng muốn nói gì đều có thể biết hết. Tâm niệm quý vị thiện hay ác, những lời nói ra họ đều biết hết. Cư dân ở thế giới cực lạc nghe hết, thấy hết. Đó là nhờ có tha tâm thông vậy. Biết được việc quá khứ là nhờ túc mạng thông. Biết được việc hiện tại và việc chưa đến là thiên nhãn thông. Loại thần thông này có thể thấu suốt, không bị chướng ngại tất cả những sự việc sinh ở đây, mất ở kia trong lục đạo. Thấu triệt, không gì ngăn trở được. Tất cả mọi việc là do tiền định. Tiền định làm sao? Nhân đã tạo từ trước, sau đó có quả báo, đó là tiền định. Nhưng loại định này quý vị phải hiểu, nó không phải cố định, nó sẽ thay đổi. Thay đổi ra sao? Ý niệm của quý vị thay đổi theo từng ngày. Dùng nó là niệm ác, bây giờ nghe pháp nó biến thành niệm thiện, quả lập tức thay đổi theo.